hay không? Chèo đây đi, chụp chỗ nào không được không có sáng đi thằng thằng này. Nói chung là không rõ được mặt ai. Không cần nhìn mặt chỉ cần nhìn dáng thôi. Chú thấy mây không? Rõ mây nhỉ? Rõ mây á? Thì nhà nào em đứng lại em đứng trên đó. Chụp mình anh được không? Sao? Em chụp mình anh chụp rồi, chụp chút rồi. Tôi đi về đi. Chú có chụp chú ra đây chụp không? Em nhanh đường nghe đi. Làm gì đâu? Quay đi mà. Quay camera đúng không? Quay. Tôi rớt người mà. Cảm ơn chúng tôi. Anh nói thật là anh này cũng chụp cái cả đời. Nói chụp em nhé. Sao mà là chụp thẳng không chụp được. Cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi. Đây đây, chụp 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 góc của anh Dũng, anh Dũng ấy xem cảnh. Đéo có máy ảnh. Ôi, chỗ này nhìn thì mây này em ơi. Rồi. Chỗ này lẹ hết rồi. Gì? Để đợi nó hết mù đã, chỗ này có mù rồi. Cái mù nó trong cơn mà đợi hết mù đã rồi lại trực tiếp. Bây giờ đang có mù ấy. Không mà... nên mày lên lên đây thì tí nữa trực tiếp. Đéo mang sạc đi phí quá anh. Bây giờ xương nó nhiều rồi. Tao lên tao đéo ra xuống nữa. 5 phút thôi, 5 phút là nó. Ủa đây. Chụp đằng sau này chụp được. Chụp đằng sau chụp được. Tiên vào bỏ cái cặp ra, kéo cặp đéo vướng. Thằng có chụp không? Ừ, thích cảm nhé. Nhìn đúng rồi, thỏa mãn nhé, mây. Đây là bầu Kiên vừa xuống trại về. Đã mình truy đuổi đến mỏm đá ở Pha Luông. Anh ra thì còn cách thôi, mình đoạn thế rồi, tạm biết đoạn thế rồi.